ngon. Nào cùng mau xem game show tứ tách vui thiệt vui. Nào là thịt nướng hải sản với lẩu xiêu đã luôn. Đội nào chiến thắng thì xin chào mừng toàn thể quý vị đến với chương trình Thiên đường ẩm thực mùa thứ hai. Chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân thực hiện với sự tài trợ của Công ty Cổ phần Bột thực phẩm Tài Ký, nhãn hàng Star Seafood. Thôi bây giờ mình ngồi trước đi, mời Thanh Duy giới thiệu về đội của mình. Đội của Thanh Duy gồm có Thanh Duy, Đại Nhân và Huy Nam. Đội Thanh Duy sẽ được gửi tặng một tiết mục vừa được tập cách đây 2 phút. Có luôn hả? Có chứ. Gặp ông Hoàng là phải ca múa. À, dạ. Nào ca đi. Nào các anh em lên. Và sau đây xin mời quý vị cùng đến với một sản phẩm nhạc phẩm của ba anh em chúng tôi được mang tên Vâng Trăng Cô Đơn. Vui chỗ nào? Chưa, ta chưa biểu diễn mà vui cái gì. Chuẩn bị vui nè. Ai bà em ơi đêm nay Vâng Trăng kia như chứng minh tình đôi ta hôm nào bao thiết tha mặn nồng. Đêm nay hai đứa một Vâng Trăng xưa mà đôi tim cách xa. Rồi, không có vui, vô. Không có vui. Cái phần vui là khúc sau. Không có vui. Khúc này còn không vui, khúc sau không vui nè. Chuẩn bị vui nè. Xin mời giới thiệu. Xin chào mọi người. Mình là Chí Thiện. Còn đây là thành viên tiếp theo. Mình là Kỳ Diên. Mình là Trương Hùng Anh. Rồi, vui chỗ nào? Hết rồi. Thôi được rồi, anh vui lắm rồi. Vui. Vậy là vui rồi. Ngày hôm nay chúng ta được chào đón hai đội chơi vô cùng dễ thương mà xinh xắn. Anh ghen trai mà. Nhìn mặt em mà nói như xinh xắn thì cũng kỳ luôn. Có chuyện trai gái anh đâu quan tâm. Ở đây đâu có ăn trai đâu anh. Mình không quan tâm. Bởi vì sao? Mình nói về mặt đẹp thì ở đây không ai qua được ông Hoàng Hạnh Phúc. Thôi bỏ đi, mỏ qua chứ này đẹp đi anh. Ủa, Duy là không phải là người con đất Sài Gòn đúng không? Dạ, em quê ở Trà Vinh anh. Đại Nhân. Nhân thì quê ở Huế, nhưng mà sinh ở Sài Gòn. Đợt anh với Nhân làm chung một chương trình, Nhân vừa hát vừa diễn kịch vừa giả gái. Sau đợt đó là anh bệnh luôn đó. Rồi, xin mời Chí Thiện. Mẹ của Thiện là người Thái và ba là người Huế. Hồi nhỏ cũng rất là thích những món Huế giống như là cơm hến. Biết nói tiếng Thái không? Dạ biết. Anh Giang đẹp trai nói sao? Anh Giang nát kịch chiên chiên. Anh Giang nát kịch chiên chiên là gì? Đúng rồi, cái câu đó là anh Giang đẹp trai. Anh nhớ về đẹp trai là lò mắt mắt. Đừng có nói, để cho anh mới mốt anh cứ nói tiếng Thái là anh nói là anh. Trời ơi, đây một bụng thái phong này cái đâu tặc tặc đồ nặc nè. Thôi nó mày mạ rồi đó, bỏ qua qua duyên em. Mình quê ở Nam Định. Nam Định có rất nhiều món ngon như là phở này, như là bánh gai. Em sinh ra ở Nha Trang, xong em vô Sài Gòn em sống. Có chồng mà một đứa con đúng không? Thôi kệ đi em. Thực ra thì tất cả các vùng miền của Việt Nam thì rất là nhiều món ăn. Ở Mỹ Tho có nước mía mà có mít rồi đậu phộng rồi rau câu này nọ. Ở đây cũng có luôn rồi. Ở đây cũng có nước mía. Có rồi, có mít đậu phộng rau câu nữa. Dạ, thưa cô hai. Ta nói đặc sản cô hai. Đặc sản vùng miền. Cô nào? Mía là không có. Đặc sản Huế là gì? Dạ, bánh bèo, cơm hến, bún bò Huế. Nói chung em thấy ẩm thực ở Huế là hơi bị số 1. Vậy là Huế là số 1, còn mấy quê khác là thua hả? Dạ, trong lòng mỗi người có những cái số 1 riêng. Đó. Hay quá cô hai ơi. Quê em thì có bánh tét, trà cuông, bún nước lèo nấu bằng mắm gọi là mắm bò hóc. Với còn một loại trái cây đặc sản nữa mà chỉ có Trà Vinh em có thôi, đó là dừa sáp. 200.000 một trái. Ăn 8 năm rồi chỉ còn 200.000. Sao không có tiền mua, giờ em mua cho em ăn đi là anh sẽ mua cho em một xe dừa sáp luôn. Ồ, nhớ nha, đây 1, 2, 3, 4, 5 người chứng kiến á. Nếu khi nào anh lên mặt trăng được. Thôi nghĩ đi, tiền quá. Ngày hôm nay chúng ta bàn nhiều về ẩm thực vùng miền. Vậy chúng ta hãy cùng chờ xem chủ đề ngày hôm nay là gì. Trong tất cả người chơi của chúng ta ngày hôm nay có mỗi em là người bóc đúng không ạ? Em là cao nhất ở đây, đẹp nhất ở đây và ở xa nhất ở đây. Thiện cao hơn. Anh Thiện cao hơn em. Em qua luôn. Ủa sao mà đứng bàn vấn đề ăn uống thì mình bàn vấn đề cao chứ gì trời. Ờ, thấy mình lùn nhất á. Không, lùn nhất. Đây nè. Anh luôn đối diện thường. Và bây giờ chúng ta hãy xem ngày hôm nay sẽ được thưởng thức những món ăn gì bằng video clip sau đây. Khi đi xa, nỗi nhớ nào là tha thiết nhất? Nhớ biển, nhớ núi, nhớ cảnh đẹp quê hương. Nhớ những món ăn dân dã, chỉ cần nghĩ đến là đã thèm đến cháy lòng. Ai đi xa mà không lưu luyến món ăn quê, bởi đó là bữa ăn mẹ nấu, giản đơn, bình dị nhưng thơm ngọt không đâu sánh bằng. Thế mới nói chẳng cần phải đi tìm kiếm ở đâu xa, cứ bước chân về nhà là đã đến thiên đường rồi đấy.
Hãy để Thiên Đường Ẩm Thực thay mặt các bạn dẫn dắt khán giả đến với những món ngon quê nhà nhé. Trở về với những cánh đồng lúa ngút ngàn, những cây thốt nốt cao cao tỏa bóng, những ngôi chùa thanh tịnh yên bình, chắc chắn bao nhiêu muộn phiền trong lòng sẽ tự dưng được xóa nhòa. Không chỉ khiến người dân tự hào về cảnh sắc thiên nhiên độc đáo, vùng đất An Giang còn có nền ẩm thực phong phú với những món ăn mang đậm dấu ấn cả miền sông nước lẫn hương vị xứ núi. Nhắc đến ẩm thực An Giang, không thể bỏ qua vùng đất bảy núi với những món bò trứ danh miệt thi tôn. Hãy đến với quán ăn Nhà Vườn của chú Dũng để biết bò bảy núi đặc biệt như thế nào nhé. Không chỉ ngon lành mà dễ làm hơn món gỏi. Gỏi bò bảy núi là sự kết hợp giữa bắp bò tươi ngon và các loại rau đậm mùi đậm vị. Lần lượt cho từng loại vào tô trộn gỏi. Đã là gỏi thì không thể thiếu chanh. Món gỏi sẽ đậm đà với các loại gia vị, ớt, tỏi băm, nước mắm và rau cần tàu cắt nhỏ. Thịt bò áp chảo với tỏi băm sẽ thơm và mềm phải biết. Nêm gia vị thêm rau cần, hành tây nữa là hoàn tất. Thật đặc biệt khi gỏi bò ăn kèm với mắm nêm. Mỗi nguyên liệu tạo nên món gỏi đều có mùi vị đặc trưng. Bò mềm, rau thơm, ghế chua, chuối chát, mắm nêm mặn mà. Tất cả hòa quyện với nhau khiến ai nấy cũng phải phát thèm. Lá giang chua chua kết hợp với thịt bò là món ăn sẽ khiến các bạn đứng ngồi không yên. Vị ngọt của nước cốt dừa sẽ cân bằng hài hòa vị chua của lá giang. Khi tỏi xả vị thơm lừng thì cho thịt bò vào xào, nêm nếm gia vị, đặc biệt là ngũ vị hương, rồi cho lá giang vào xào chung với bò. Mà xào lâu như thế thì thịt bò sẽ dai mất. Không sao đâu, tính axit chua của lá giang sẽ giúp bò mềm thật mềm. Vì thế nhớ xào lâu để vị của lá giang thấm vào thịt nhé. Thêm ớt, nước cốt dừa và cuối cùng là hành tây là hoàn thành rồi đấy. Chan thịt bò với bún, thưởng thức thịt bò mềm đến bất ngờ. Vị chua của lá giang được dằn lại bởi nước cốt dừa ngọt dịu, chút thơm béo thoang thoảng. Mùi vị đặc biệt cứ vừng vấn mãi không quên. Đi đâu xa hẳn sẽ thèm lắm tô cháo bò ấm bụng mẹ làm. Khi cháo đã sôi thì cho sườn vào trước. Vo tròn viên thịt bò bằm cho vào sau để sườn và thịt được chín đều. Nồi cháo sẽ thơm lắm với nấm đồng cồ cắt mỏng. Một ít gừng giúp tăng thêm hương vị lại còn làm ấm bụng nữa đấy. Không món ăn nào vừa thơm ngon bổ dưỡng mà lại dễ thực hiện như nấu cháo. Rắc hành lá và tiêu cho tô cháo thêm thơm. Trời mưa tí tách, thưởng thức từng muỗng cháo nóng hổi với thịt bò mềm, thi thoảng nồng lên vị tiêu cay, trong lòng cũng trở nên xào xuyến trước hương vị quê nhà quá đỗi thân thương. Bụng đói về nhà mà ngửi thấy mùi thơm khi bà đang nướng thịt để làm bò đun bánh hỏi thì còn gì hạnh phúc hơn. Ướp thịt và mỡ bò với hạt nêm, sả, hành tím, đậu phộng, đường và ngũ vị hương. Cho mỡ lên miếng thịt và khéo léo cuốn lại. Xiên thịt vào que để sẵn sàng mang đi nướng. Từng xiên thịt được nướng trên bếp than thơm lừng, mỡ chảy ra thấm cho thịt mềm và chín đều. Tiếng xèo xèo của thịt nướng đang hòa lẫn cùng tiếng kêu réo món ăn của bao tử đây này. Thịt bò nướng ăn với bánh hỏi vừa ngon lành lại còn chắc bụng. Rưới thêm ít mỡ hành thì thôi rồi, còn lâu mới có thể rời khỏi bàn ăn đấy nhé. Người xa quê mỗi lần nhớ đến bảy núi An Giang nhất định sẽ nghĩ đến mùi vị lá chúc. Thứ hương vị đậm đà mà mộc mạc của quê nhà. Trái chúc giống như trái chanh nhưng vỏ xù xì. Lá chúc có tinh dầu, vị the và thơm đặc biệt, kết hợp để hấp gà rất tuyệt. Chà sát gà nguyên con với hỗn hợp hạt nêm, đường, muối, tiêu, hành tím, nước mắm, cuối cùng là lá chúc. Hấp gà khoảng 30 phút, sau đó mở nắp nồi ra là ôi thơm nước mũi. Gà hấp vừa chín tới nên giữ được vị ngọt mềm.
bé một miếng thịt gà còn vướng vài sợi lá chút, thưởng thức với chén muối ớt và nước trái chút chua chua, cay cay, rồi nhai chậm chậm để thưởng thức cái vị thơm ngon của món ăn dân dã. Vị the the nồng đượm của lá chút đã tạo nên một hương vị la lá, đậm đà chất quê. Mùi vị nào có thể tạo nên mùi nhớ? Với người dân An Giang, hẳn sẽ là mùi mắm. Bước chân vào chợ Châu Đốc, nơi được mệnh danh là Vương quốc mắm, bạn sẽ hiểu ẩm thực nơi đây sẽ không thể nào thiếu đi các món ăn từ mắm, đặc biệt có món lẩu mắm. Mãi không quên. Những món ăn của An Giang đều gắn liền với đặc trưng núi rừng và sông nước của vùng đất này. Độc đáo, hấp dẫn, đậm đà mùi vị là những gì ngắn gọn nhất có thể miêu tả về đại tiệc mở màn cho chương trình hôm nay. Hãy cùng chờ xem đội nào chiến thắng để giành quyền tận hưởng bàn ăn đặc biệt này nhé. Những món ăn này chỉ dành cho ông Hoàng Hạnh Phúc và đội chiến thắng mà thôi. Nếu lỡ đội nào không chiến thắng, được nhìn không được ăn. Mình nhường nhau đi. Nè, Duyên nói là Duyên chưa được ăn mấy cái món đó. Thế mình nhường em ăn nha, em chưa ăn bao giờ á. Em ăn rồi em ghiền sao, đừng có ăn. Em cứ ăn đi, em ghiền, anh sẽ đưa em đi ăn. Em nhà em ăn nha. Sao ăn được, phải đi xin vậy trời. Chúng ta hãy cùng đến với trò chơi ngay sau đây. Trò chơi này rất đơn giản. Đây là trái thốt nốt nha. Rồi, thấy rồi, mình bắt đi. Ở đây có hai dĩa, tất cả đều là bánh bò. Một dĩa làm từ trái thốt nốt và một dĩa làm từ đường thốt nốt. Dạ. Nhiệm vụ của hai đội là thử và đưa ra đáp án chính xác. Đây là dĩa số 1. Hội ý nhỏ nhỏ chứ hội ý lớn quá bên kia nghe. Ủa nếu vậy là bên kia có thời gian hội ý sơ nhiều hơn mình rồi. Bớt nói lại. Ơi. Và bây giờ sẽ là bánh ở dĩa số 2. Bây giờ hãy lắng nghe câu hỏi. Trong hai loại bánh bò, loại bánh bò nào được làm từ trái thốt nốt? Bắt đầu. Rồi biết rồi. Xuống là mình đánh. Chờ đợi em vô nè. 2, 3. Rồi có thay đổi không? Không. Không. Giữ nguyên tay và mở mắt. Mở. Có hai trường hợp sẽ xảy ra, tức là hai đội đều đúng hoặc hai đội đều sai. Đáp án chính xác là đáp án số 2. Yeah. Hai vị đều khác nhau chỗ nào? Cái số 1 nó thanh, nó ngọt. Chính xác. Cái số 2 nó chua. Chính xác. Và bây giờ là câu hỏi phụ. Hai đội sẽ giành quyền trả lời sau khi Trường Giang đọc xong câu hỏi phụ. Và nếu đội nào trả lời đúng là chiến thắng. Cứ vô nha, không cần biết. Nếu trả lời sai, đội không trả lời là người chiến thắng. Người ta làm đường thốt nốt từ cây thốt nốt. Được hay cái bắt đầu. Xin mời. Mời. Có cái đực chứ cái cái nữa hả? Ủa là nhớ là đực cái cái. Ủa tôi hỏi mấy người hỏi lại tôi à? Có, cái này là nhớ là có dù có cái đực cái cái thì có. Bây giờ đực hay cái? Cái đi, giống như kiểu gà mái đẻ trứng á. À, gà mái đẻ trứng. Anh nghĩ là cái đực, tại vì anh chứ không nghe lắng thấy đâu. Cái gái thì sao? Rồi rồi, hai bạn nữ chọn cái nhưng mà Thiện thích đực nhưng mà chọn cái gì? Thiện thích câu trả lời là đực. Bậy bạ chút à. Nhưng câu trả lời cuối cùng là gì? Cái. Cây thốt nốt cái. Dạ.
xin chúc mừng. Như vậy là người bước vào đại tiệc đó chính là bên kia nè. Không diễn này thưa quý vị, người ta làm đường thốt nốt, người ta lấy đường thốt nốt từ cây đực chứ không phải là cây cái như bên đây. Mặc dù Chí Thiện thích đực, tuy nhiên Chí Thiện đã nghe theo lời hai bạn nữ và quyền bước vào đại tiệc vô cùng hấp dẫn ngày hôm nay đã thuộc về các bạn của đội Thanh Duy. Xin chúc mừng. Tất cả đã sẵn sàng dành cho những người chiến thắng. Bây giờ ăn gì trước anh? Bây giờ để ông Hoàng giới thiệu cho các con nghe. Đầu tiên mình sẽ làm món gà lá trúc. Lá trúc này nó nó gần giống với cái lá mà là lá chanh rồi đó. Dạ. Trúc chứ phải là trúc. Đặc biệt là chỉ có ở dưới bảy núi thôi. Trời đất ơi. Wow. Trời ơi, cái nắp cũng thơm nữa nè. Thấy không? Cho em ngửi mới được không hả? Ôi trời, cho em ngửi mới được không? Không là chắc rồi. Nặng chanh giùm chú đi con. Dạ, dạ, nặng chanh. Cái này mình cũng nặng chanh nè. Thôi, dơ tay. Tay hoa hậu mà, đâu làm cái việc này được. Wow, ôi trời. Ê, lấy cái chỗ dưới đang đen trời. Trời ơi. Chỗ dưới đang đen. Không có ngon, nhìn đâu có ngon, không hấp dẫn vậy đó. Ăn da gà là mập lắm á. Đây mấy người đó dối lòng quá hả? Ăn thịt đen là không tốt nha. Mối tiêu nhìn đi, mối tiêu. Ăn gà luộc mà ăn đùi. Mình ăn đi, nè. Ôi anh ăn ớt nè. Mình phải vững tin lên em. Chào nhân cái gì vậy nhân? Ngon quá. Cái món này đặc điểm của nó là thơm, rất thơm, thơm lắm. Tại vì gà này hấp là lót lá nè, rồi rải lá lên rất là ngon. Trời ơi, tại sao lại như vậy Nam? Thiếu chanh đúng không anh? Chanh bên đây để làm gì? Trời, bên đây người ta đâu có dùng. Đó. Cái da nó săn nè, cái thịt ở trong nó hồng. Cái mùi nó thanh thanh. Mà ăn cái da gà nó mập lắm. Ừ, nó không tốt đâu, thật ra mình cũng đừng nên ăn, mình đang tập thể dục mà. Mời bên đó một miếng nè. Không thèm, người ta không thèm nữa rồi. Bên đây là người ta là tinh thần thế. Đúng rồi. Em ơi, mà ăn buổi tối á là dễ bị lên cân á. Chúng tôi không phải làm hoa hậu nên lên cân chả vấn đề gì. Ăn đi. Thấy sao gì? Ngon không? Ngon, trời ơi em ăn gà lắm luôn á. Ê vậy mà thấy anh Duy cứ suốt ngày lên Facebook than là trời dạo này lên ký rồi, cái mặt như cái mâm. Đó rồi mất rồi, đời. Mình ăn, Look, look at me, nhìn Duy nè. Ghê đưa cái mặt em coi coi. Trời ơi, y chang luôn nè, thấy không? Kệ đi, ăn là được rồi, kệ. Sao người ta nói tham gia game show này vui lắm? Nhưng tôi hay không vui gì hết vậy. Tập trung nè, muốn mới. Bò sao là sao? Thơm. Cái bò nó đã ngọt thịt rồi mà xào với lá giang. Lá giang nó có độ chua nhất định. Dạ đúng rồi. Mà cứ hai cái đó mà quyện vô chua chua ngọt ngọt. Nhớ hồi không hên. Không hên. Chua chua ngọt ăn bị dở hơi đó. Thịt bò rất là mềm. Ăn lá giang nhớ tới canh chua lá giang. Cái lá giang chua chua nó hòa lẫn với nhau, cái vị rất là tuyệt vời. Rồi bây giờ mình chuyển qua món bò. Anh hỏi nè. Bây giờ mình ngồi chơi nhau đi. Thôi nhau nhau nó xì nhau đi. Trời ơi, em ngắm không biết đẹp. Quả bò. Trời đất ơi. Đẹp quá. Qua đây. Anh xin lấy. Quay chương trình này mấy ngày thôi mà coi nè, cái bụng nó trong cái bụng. Ôi. Kệ đi, cho mình nó cứ làm trò mình cứ ăn. Mình cứ tập trung cho mình. Mấy đứa chú ý nè, thịt bò tốt cho cơ bắp tập gym, không có tinh bột. Rau nhiều chất xơ. Dạ. Yeah. Các bạn hãy tưởng tượng này, một miếng thịt bò kẹp một miếng chua chát. Ê, rớt nè. Anh nói nghe nè, cái thực tế là cái bò này rất là ngon. Bò gỏi này cực kỳ ngon luôn. Để anh nói một câu công bằng nè. Những người đàn ông ngồi đi ăn mà để cho hai người phụ nữ ngồi nhìn thế này là bất lịch sự. Anh cũng không thể nào để Kỳ Duyên ngồi nhìn hoài như vậy được. Dạ. Anh phải muốn Kỳ Duyên ăn. Nếu em vượt qua được một cái thử thách nhỏ. Mà cho hai chị em ăn với nha. Cho chỉ cần em vượt qua thôi, cả đội ăn luôn. Hát câu cây lương.
Hát cầm cái lương vô. Cho em suy nghĩ nào. Một phút nào. Là có nghĩa là bây giờ em sẽ hát cho anh nghe nhưng mà em không thèm ăn. Em ăn thì bạn em ăn. Không, chị đâu thèm ăn. Chị thiệt, em cứ ăn thì không sao. Không được, đồng đội của em vậy rồi là em phải cùng đồng đội của vậy em. Vậy là không cần hát hả? Chứ không thì bây giờ thì Duyên cứ hát, hát thôi đi. Rồi. Cho anh biết là Duyên sẽ biết hát cải lương nhưng mà Duyên không có thèm ăn. Rồi, hát đi. Không, anh một tiếng không cũng được. Em không thể như vậy được. Bán đúng. Không, nhưng mà cái này là phần thưởng của mình, nếu mà mình thắng là mình đúng, đã ăn mà. Hát đi em. Anh thích những người cầu tiến vậy đó. Giờ anh hát một câu, em lặp lại một câu. Ừ, đó, lặp lại một câu đi. Anh hứa với em khi tụi mình đã duyên đến nợ. Anh hứa với em. Em, anh đưa bên đây, bên đây. Tập về nhà, tập anh chị một câu đi. Anh em gì nhờ? Lại lần nữa, lại lần nữa. Ngày sau mong sao thay đổi chìm nổi phong trần lần lần gian chân chó tuổi xuân đến ngày tóc trắng em vẫn yêu hoài yêu mãi không phải lời nói yêu ai đến nay chưa phải chưa nhạc chưa có lẽ nào em gửi thắm chưa mỗi chuyện đầu sầu đôi chim riêng em buồn em chi giận em chi trách em chi. Em bỏ đi em. Anh ơi sao anh ác quá vậy anh ơi. Cái đó là độc rap rồi nha. Đúng mà. Ăn thêm đi các em. Ê, lẩu mắm. Ủa, bây giờ anh quay phim á, mình bỏ rau vô đi ông Hoàng. Rau quá trời. Chị biên tập cũng đẹp kìa. Bông bí hả? À? Ê, nhưng mà có bông bí kìa. Kệ cái bông bí đi. Trời ơi. Cái gì vậy Tôm hả? Xin lỗi mày nha Tôm. Đáng lẽ mày là ở bên Nam Định ăn mày đó. Nhưng mà họ đọc rap họ không ăn được. Chén này dơ rồi, xin lỗi chén này. Không cho mượn. Không, mình là người tốt. Sao chứ này Duy? Biết cho mình anh đưa chén cho em không? Dạ. Vì có để đâu cũng đâu ăn được. Vì miền Nam mình ăn bún mắm nhiều rồi. Nhưng mà phải nói là hôm nay là được ăn cái bún mắm mà anh cho ăn là phải xuất sắc. Rau đầy đủ, các loại rau hết luôn. Em ăn cháo bò hả? Em nói cái cảm giác cho anh nghe xem nào. Dạ, cái cháo này nó nấu với nấm. Với bò, có cái chén nào mấy đứa kia ngoài nó được vậy không? No. Nói chung là chất lượng. Chất lượng. Rất là chất lượng. Em không ăn, không thèm ăn. Ồ, hay quá. Có biết cái nhỏ hùng gì nữa nghệ. Hát đi lát cho 20. Cái món cháo là cái món cuối cùng đúng không anh Giang? Đúng rồi. Nó giống như là chán là cái bao tử mình vậy đó. Đúng rồi. Nó rất là vừa ăn. Nói chung là làm cho bao tử mình nó nhẹ lại để dòng sau mình ăn tiếp nữa. Đúng rồi. Cảm giác nó phê phê. Kính thưa quý vị, là ăn những món cháo, món lẩu, mồ hôi toát ra rất là khỏe. Cái vòng đầu tiên là ở Bảy Núi An Giang, những món ăn vô cùng đặc sắc. Và chúng ta hãy cùng chờ xem vùng miền nào sẽ xuất hiện ở vòng thi đấu thứ hai và đội nào sẽ là đội bước vào dự đại tiệc. Và bây giờ cùng xem video clip. Là nơi ẩm thực mang đậm màu sắc Khmer. Là quê hương của cốm dẹp. Và là nơi được tôn vinh là vương quốc dừa sáp. Thiên đường ẩm thực đã thấy nụ cười của các bạn ở Trà Vinh rồi đấy nhé. Các bạn quê Trà Vinh khi đi xa nhớ nhất là món nào? Hãy để Thiên đường ẩm thực kỳ đây gợi nhớ một vài đặc sản Trà Vinh thử xem có đúng không nhé. Đầu tiên, hãy cùng ghé thăm một gia đình người Khmer và xem cách ngoại làm mắm bò hóc nào. Cá tươi mang về làm thật sạch. Sau đó để cho ráo nước rồi hãy đem đi làm mắm. Mùi thơm đặc trưng của mắm bò hóc chính là nhờ thính được làm từ cơm nguội phơi khô. Sau khi đem rang, cơm sẽ có mùi thơm đặc trưng khó tả. Khác với thính gạo thường, thính để làm mắm bò hóc không nhuyễn mịn mà vẫn còn hạt như gạo tấm. Ướp cá với muối, để một lúc cho thấm rồi thêm thính. Lúc này cá thơm thoang thoảng mùi thính gạo rang thơm. Cho cá vào khạp, mỗi một lớp cá lại dằn thêm một lớp muối và thính. Sau 3 tháng là đã có thể ăn được. Nếu đã có sẵn một khạp mắm bò hóc thơm ngon ngoài làm, sao không thử nấu bún nước lèo, đặc sản nổi tiếng nhất của Trà Vinh?
Trà Vinh còn có một loại mắm ngon đặc sắc nữa mà ít ai biết đến. Đó chính là nước mắm rươi. Đến vùng biển Ba Đồng, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những cặp mắm rươi được làm thủ công như thế này. Cặp mắm được phơi dưới nắng để còn mắm dậy mùi. Mắm rươi có vị hoàn toàn khác lạ, thanh thanh, nhẹ nhẹ và có màu vàng óng như mật ong. Nếu có dịp, hãy một lần thử nước mắm rươi Trà Vinh và chế biến kho que kho thịt cả nhé. Một cách dễ dàng để làm mới các món quen thuộc. Kiếm khắp cả Sài Gòn chỉ một vài quán bán bún suông. Nhưng đã về Trà Vinh thì tha hồ mà thưởng thức món bún thơm ngon này. Suông được làm từ tép bạc đất, loại tép có độ lớn vừa phải, dai dai, ngọt thịt. Tép được làm sạch, bỏ vỏ, ướp với tiêu và gia vị cho đậm đà rồi đem quết thật nhuyễn. Cho phần tép đã quết này vào bao và thả vào nồi nước sôi như vậy là bạn đã có được những con suông thơm ngọt. Vớt suông ra để nguội. Nước dùng của món bún suông được hầm từ xương và giò heo nên có vị ngọt xương tự nhiên. Bún suông khi dùng không thể thiếu bắp cải trắng, bào nhuyễn và rau sống. Thêm bún, thêm giò, cho suông vào và chan nước dùng. Khi ăn, chấm suông vào chén tương ngọt. Món ăn thoang thoảng vị tép bạc đất, chút rau sống thanh thanh. Ôi, mùi vị thanh tao này sẽ theo bạn hoài đấy. Nãy giờ đã no nê với bún nước lèo và bún suông rồi. Bây giờ hãy vận động một chút, cùng đi hái dừa sáp nào. Đến vườn quốc dừa sáp thì tất nhiên là phải ăn dừa sáp rồi. Trong một buồng vậy nó khoảng có từ 2 đến 3 trái, đôi lúc thì nó có 4 trái cũng chừng. Để phân biệt được cái dừa sáp hay là không sáp phải lắc chừng nào lắc thì nó nghe tiếng rộn rộn, đó là không phải dừa sáp rồi. Cái nào nó lắc cái nó kêu ọc ọc ọc, đó là dừa sáp đó. Trời nắng nóng mà về nhà có ly dừa sáp kiểu này thì thôi rồi đại dương ơi. Miếng dừa dẻo quánh ăn vào thơm nồng, dậy mùi béo ngậy. Thêm chút sữa đặc, đá bào, rắc thêm đậu phộng giả nhuyễn. Tới đây thì chắc nhiều bạn đang thèm sinh tố dừa. Ăn đỡ thì cũng được, nhưng thực sự thì không thể nào ngon bằng ly dừa sáp mát lạnh này đâu. Thực sự sẽ rất thiếu sót với những bạn quê ở Trà Vinh nếu như Thiên Đường Ẩm Thực không nhắc tới cốm dẹp. Bánh tét cốm dẹp ngọt béo sẽ giúp bạn đỡ cơn nhớ nhà đấy. Cốm dẹp sàng cho sạch. Sau đó đổ nước cốt dừa đun sôi vào thau cốm. Lúc này hãy nhanh tay nhồi cốm thật đều với nước cốt dừa. Cốm càng nhồi kỹ, chiếc bánh ra lò sẽ càng dai. Nhân bánh có hai loại, nhân đậu xanh xào với dừa bùi bùi và nhân dừa đậu phộng ngọt dịu thơm lừng. Vo nhân thành từng viên tròn thế này. Sau đó khéo léo gói nhân bằng cốm dẹp đã nhồi. Nhúng từng viên bánh qua nước cốt dừa để chiếc bánh thêm vị béo nhẹ. Gói bánh thôi nào. Khác với bánh tét thường, bánh tét cốm dẹp không luộc trong nước sôi mà lại đem hấp. Chỉ cần hấp trong 10 phút là bánh đã chín. Chiếc bánh tét khi ăn sẽ thơm lừng mùi cốm, béo nhẹ vị dừa, dẻo dẻo dai dai. Cứ thế ăn hết đòn bánh hồi nào không hay. Từng đòn bánh tét cứ thế theo chân người con xa quê đi đến những miền đất mới, nhắc bạn nhớ mình mãi là con của ngoại, của mẹ, của đất Trà Vinh. Chúng ta vừa xem xong những món ăn rất hấp dẫn và có một vài món của người Khmer. Người Khmer thứ nhất là cái ẩm thực người ta cũng rất là hấp dẫn. Thứ hai là những điệu múa cũng rất là hấp dẫn. Và ở quê em có người Khmer không? Dạ có. Rất là nhiều đúng không? Dạ nhiều lắm. Bà nội em biết nói tiếng Khmer luôn. Em có nói tiếng được tiếng Khmer không? Mẹ tóc sợi chun ta lại chỉ biết tam đan xem thấy tóc ra quên đi là tay nít. Là gì? Là không biết hả? Không nói bậy bạ. Đó. Xin chào mừng quý vị đang đến với chương trình của đài truyền hình Trà Vinh ngày hôm nay. Đó. Có vẻ như là Thanh Duy là người rất rành về Khmer hả? Và bây giờ chúng ta sẽ được thưởng thức một điệu múa Khmer qua phần trình diễn của ca sĩ Thanh Duy. Có nhạc không? Ra đi có nhạc. Ủa thiệt vậy hả? Rồi nhạc vô. Son lê cầm bông ớt thê, con chạy thăng anh nè. Con chị nó thăng anh.
Ủa hết rồi hả? Hết. Mỗi lần hay là hết á. Không, em nhớ là xưa là nó có vậy. Đó. Là bị giọt bẻ là hết luôn á hả? Ừ, thường nó hay cái dạng khác. À, chỉ có mình em vậy thôi, giống ai vậy hết trơn cái gì vậy? Múa chóng quá. Nè, bây giờ hãy xem múa đẹp nè. Không, không gài mình. Bắt mình làm dùng con điên xong con trâu vũ công thiệt ra múa. Người đâu? Đâu có người. Tìm gì vậy? Hay quá! Xin cảm ơn hai vị khách mời. Bây giờ mỗi đội cử ra hai người. Xin mời Kỳ Duyên và Chí Thiện. Rồi, ok. Rồi, ngồi xuống đi. Ủa vậy hả? Hai đội. Hai bạn bên đội này là ai? Đây! Đại Nhân và Huy Nam. Quỳnh Anh là chúng ta hãy dành cho phần cuối cùng chúng ta đối đầu với nhau. Quỳnh Anh hai đứa lùng. Xin mời các bạn lên trước. Hãy múa lại y chang hồi nãy. Đội nào múa giống hơn sẽ là đội chiến thắng và bước vào đại tiệc. Sẵn sàng chưa? Trả lời yes or no. Yes. Yes, ok, bắt đầu. Làm như thế luôn. Đi đó, đi đó, đi đó. Múa gì vậy? Múa gì vậy? Rồi xong, em quỳ xuống, em quỳ xuống, em quỳ xuống. Rồi hai mình nhớ tay nè. Rồi quỳ xuống, rồi xong. 3, 2, 1. Nghiêng qua phải, nghiêng qua trái. Vỗ tay, vỗ tay. Rồi, rồi lên, đứng lên, đứng lên. Có chân nữa, có chân nữa, có chân nữa. Theo anh luôn. Tạo giấy, tạo giấy, tạo giấy cuối cùng, tạo giấy cuối cùng. Vâng, sau phần thể hiện này, người Khmer sẽ buồn khi xem tiết mục này. Mời bạn về vị trí. Rồi, mời Đại Nhân, Huy Nam. Cố lên, cố lên. Qua đây, qua đây, đây. Bên đó được biết chưa, bên đó ôm bài. Ôm bài, ôm bài. Ai sẽ là người đóng vai nữ? À, cũng có nét. Dạ, em chuyên trị da nữ. Đúng rồi. Anh đã từng chứng kiến. Đúng rồi, sao là đó anh bệnh luôn đó. Âm nhạc bắt đầu. Mình vô, mình nấp đi, mình nấp đi. Ra, 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 ra. Vô, hey. Ủa gì vậy? Biến thể luôn hả? Chậm lại, chậm lại. Ủa cái gì vậy? Sai rồi, sai. Mình nắng rồi, mình nắng rồi, mình nắng rồi. Đi quẹo. Đi vòng vòng ơi. Thấu hơn bên kia nhiều. Cái tay không uyển chuyển bằng tôi luôn á. Cái tay cũng rồi, đổi lòng tác nè. Tinh, 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 tinh. Ủa đâu có lòng tác này đâu, nãy đâu có lòng tác này. Chúng ta là vậy nè. Đúng không? Rồi. Sai nè. Cũng hay lắm anh nha. Cái gì vậy? Nhầm nữa. Một tràng pháo tay, một tràng pháo tay. Rồi. Xin cảm ơn màn múa của chị Ba Tiền Giang và chị Bảy Thừa Thiên. Không, không, không quen, không quen. Đây. Bây giờ xin mời hai vị khách mời. Bây giờ người chấm điểm đội nào dễ thương hơn, múa duyên dáng hơn, xinh xắn hơn. Xin mời. Dễ thương nha anh. Dễ thương hơn. Không, em là thấy gớm rồi. À, nếu như mà mình nói rằng là các bạn múa nó hao hao giống cái động tác nhất á thì bên phía đội của bạn Chí Thiện. Nhưng mà cái bộ bên đây nhìn nó dễ thương hơn. Ủa bây giờ mình nói múa giống mà. Bình Giang nó giống mà. Cái đó là anh nói. Còn tiêu chí của chương trình là múa giống. Và đội bước vào đại tiệc đó chính là đội của Chí Thiện. Xin chúc mừng. Ủa vậy là được đi ăn. Chỉ vậy thôi. Nhanh vậy. Em tưởng chơi nữa. Bây giờ là những món ăn đến từ Trà Vinh. Showtime. Thế cũng đã đến lúc của mình rồi. Bây giờ
để xem món đầu tiên là món sinh tố. Sinh tố dừa sáp. Ê, mát lạnh luôn. Chia. Nó nghe nè, cho sinh tố. Ngon không em? Sao em chưa thử dừa sáp bao giờ đúng không? À, cái món này là đầu tiên em được thử á. Cái vị nó sao nhỉ? Nó ngậy nè, nó béo nè. Mà nó không bị ngọt. Nó không bị ngọt, đúng rồi, nó không bị ngọt á. 10 giây sau mà mình vẫn cảm nhận được cái hương vị của nó lên mũi á. Từ miệng nó xuống họng xong này, nó lại trở lên mũi. Cái này tả quá á. Cho một miếng đi. Cái đó không bằng cái này đâu. Cái này là thịt heo cuốn rau chấm với lại nước mắm rươi á. Biết nước mắm rươi không? Không ạ. Nước mắm rươi là sao anh? Nước mắm làm từ con rươi á. Ồ, vậy hả? Em không biết cái này nha. Nè, mình chấm nhẹ vô đây nè. Đó. Chấm nhẹ thôi anh. Ừ, sau đó mình đưa lên miệng. Trời ơi, cái này vướng quá. Trời ơi, thịt mềm nè. Có bên kia ăn, giờ mình kéo giùm. Kéo hộ cũng được. Kéo hộ thôi ha. Kéo thôi, để đó đi. Đúng rồi, để đó. Rồi, kéo thôi, để dưới đĩa. Đúng rồi. Trời, sao mà để đó? Rồi, để đó. Đúng rồi, để đó. Cảm giác mà ngồi tay nhờ người ta ăn kỳ quá. Nước miếng chảy chặt. Chứ hồi nãy anh ăn thì cũng như vậy thôi. Bây giờ mình phải chịu. Ta gọi là cười người hôm trước, hôm sau người cười. Mới vòng hai là cười lại rồi em yên tâm. Thịt heo nè, chấm cái nước mắm rươi nè. Coi chừng đổ thiện. Không sao, em có chén hướng. Để thử coi nha. Cái mắm rươi nó có một cái vị lạ lắm. Ủa sao nó cảm giác trong nhất nhé. Mãi, mỗi lần mà ăn ngon á, nó sướng. Nó sướng lên, ăn, ngon. Ngon. Em thấy nó dễ mấy cái món này. Cái món này kỳ kỳ. Ăn mà sướng. Cái vị, cái nước mắm á, thì nó... Nó mặn. Ừ. Còn thịt heo á, nó có vị thịt heo, nó mềm mà nó sao nhỉ, nó tan ở trong miệng đấy. Đúng rồi, nó quyện với cái vị mắm. Bây giờ chúng ta sẽ thử món tiếp theo nè, là món bún xuông rành quá vậy. Ủa sơ y xì cái nãy luôn vậy. Kệ người ta đi. Anh múc cái cục xuông đó kìa. Anh có cái cục xuông á, này là cục xuông á. Cái cục gì là cũng người ta ăn chứ em có ăn đâu mà. Đi đi, em múc cho anh Nhân, đi em múc cho anh. Trời đã quá á. Nè, múc cho Thanh Duy nè, Thanh Duy đẹp. Cái vị nào? Thanh Duy hả? Thanh Duy ăn. Trời ơi, mày tốt dễ sợ Duy luôn. Ôi, cả một người ba Duy. Ngon lắm. Ủa, anh Giang? Cái này là gọi là gì? Xuông. À, xuông. Làm từ tôm. Ăn có ngon không anh? Tôm xay á, rồi cái bột. Ngon lắm. Ăn ngon lắm hả? Anh múc cho em. Ôi, đây em ăn. Em múc cho em. Cho em miếng nước. Nè anh Nhân, đây là món ăn của tụi mình nè, đó. Thôi, gặp cỏ đi, gặp cây đi. Tốt, gặp đi. Ăn rau đi anh. Ê, người ta nói gặm cỏ đi là hiểu rồi đó. Con gì gặm cỏ? Nào mình chia cái nào, Chia. Duyên. Lại ngon. Thấy đặc sản quê anh ngon không? Ngon. Anh có được ăn không? Trời, anh ăn hoài mà, cái này ăn hoài hết rồi. Nói chung á, Trà Vinh mấy món ăn ngon. Mừng trai Trà Vinh nhiều chuyện quá, mệt. Nó giòn. Bên đó diễn tả. Cái xuôi nè. Bên đây diễn tả không có chi tiết. Coi làm mẫu nè. Phải, bỏ đi. Lai lai là sao á. Dai hả? Vậy là giòn sao mà dai? Dai là có cái gì? Hàng the trong đó. Cái này là thiên đường ẩm thực mà, làm sao mà có mấy cái đó được? Chính nhá. hay quá em ơi. Em không nói anh vẫn thêm mày nữa. Cái nước nó thơm nha. Nó ngọt nè, mà nó thanh thanh á, mà có cái này nó động lại cái vị ngọt ở dưới cuống họng á. Wow. Nhưng mà nó không có làm gắt cổ mình. Đúng rồi, không làm gắt cổ mình. Em ngồi cạnh anh thì em có thể thơm nè. Cái này ngon nè. Bây giờ mình thử cái món gọi là bún nước lèo mắm bò hóc nè. Cái này mới là đỉnh. Ví dụ chứ không phải anh gắp cho mình. Đó. À chà. Trời, cá với đậu que. Man. Riêng về cái mắm bò hóc này á, ai mà biết ăn á là mê luôn. Còn những người mới lần đầu ăn thì có thể là khó. Rồi, cái vị này không bao giờ quên được, không bao giờ quên được và không bao giờ lầm lẫn với bất cứ món mắm nào. Giờ mình bắt đầu mình thấy nấu là táo đồ đó để mình ăn cho nó tiện nè. Không có
xài nơi nữa. Mệt quá. Duyên cho Quỳnh Anh mượn cái chén anh nè. À, để Nam gắp cho Quỳnh Anh ăn nha. Thôi tự gắp đi Quỳnh Anh. Hồi nãy mình cũng làm như vậy với đội bạn á, cái xong bây giờ mình cũng như nhau. Nãy em đâu có làm gì mấy đứa đâu. Đó nè. Thì nãy em nói em gắp cho anh mà. Mời mấy đứa ăn đàng hoàng. Đối với Kỳ Duyên có thể là hơi khó ăn chút xíu. Ngon ăn. Ngon, ngon thiệt chứ bộ. Ê bây giờ trước khi ăn là phải hửi thơm như sao thơm. Cái mùi xả. Rồi em làm nail đi ăn đẹp quá ha. Ừ, để cho quay hình lên cho lấp lánh nè thấy không? Em biết thế nào em cũng cầm cái chén lên nè thấy không? Nó là cá. Mắm là các loại cá, các loại cá khác nhau rồi tôm rồi tép nó bầm bầm. Em không có tin cái này là cá đâu, em thiệt cái này không phải là cá. Anh thử đi xem phải cá không? Hỏi tin luôn. Không, không tin thiệt cái này không phải cá, phải ăn thử chứ. Ở đâu ra? Nam ơi Nam ăn thử xem phải cá không Nam? Để anh ăn thử cái sinh tố là phải đúng giờ sáp. Quỳnh Anh cảm nhận kìa. Đúng rồi, anh Nhân là... Duy mới là người ăn nè, Duy là người ăn giờ sáp nhiều nhất. Im lặng. Ủa nói hết luôn đi. Im lặng nghe ta nói nè. Cái mùi rất là thơm nè. Có mùi xả trọng nè. Nè, bây giờ mình thử cái món này nè. Cái món này nhìn nó có thể đơn giản rồi đó, nhưng mà ăn vô nó cũng giản đơn lắm. Món này tên gì anh Văn? Bánh tét cốm em. Bánh tét cốm. Trời ơi, nó nhân dừa kìa. Hồi nãy giờ em nên mình thua đó nè. Anh rất thất vọng về em. Em tự thất vọng về mình. Duyên có sợ ngọt không Duyên? Anh thật ra là những cái món nào ngọt hơn Thiên Thanh thì em thích. Cái này thanh lắm. Đỉnh cao. Đỉnh cao đấy. Đỉnh cao. Cái vỏ bánh nó mà nó cứng cứng á. Nó dẻo. Đúng không? Nó cứng cứng dẻo dẻo á. Nó sực sực. Cắn vào bên trong là cắn ngập một cái là để lớp dừa. Trời Nhân ơi, cái miếng dừa ngon quá Nhân. Bình thường em không thích ăn bánh mà lần đầu tiên em ăn cái bánh này em thích cực kỳ luôn. Có miếng dừa em ăn ghê luôn á. Ăn với sinh tố dừa đi đảm bảo ngon. Thôi kệ người ta, ta ăn gì kệ ta. Thôi kệ. Chúng tạc vô mặt kìa, quyên áo dừa. Thôi nữa nó cho mình cũng dừa nữa, lá dừa, cây dừa, cắn dừa, các kiểu ăn cho hết. Như vậy là chúng ta vừa được thưởng thức những món của Trà Vinh rất ngon, rất là lạ miệng và khó quên. Thực ra những món này thì ăn một lần sẽ nhớ đó chứ không phải đơn giản đâu. Dạ tụi em chưa nhớ. Em không nhớ. Giờ sao? Nó không có trong ký ức. Không nhớ luôn anh. Không sao, cơ hội sẽ còn ở vòng thi đấu sau. Chúng ta hãy chờ xem đó là những món ăn gì. Địa điểm cuối cùng mà Thiên Đường Ẩm Thực dừng chân chính là đây. Những hình ảnh này có giúp các bạn đoán ra? Ai ở Bình Thuận thì giơ tay lên nào. Xách giỏ lên và đi chợ thôi. Nếu không biết, cứ hỏi người dân là ra ngay ấy mà. Cái này là cá đục, ăn ngon số 1 luôn. Trời, gói ốc vô mà không biết ai nổi tiếng ở Bình Thuận của tôi á. Em đi ra tới đây mà em không mua thanh long là dở. Cho con trái ăn thử nè, mát lắm. Cô tới đất Bình Thuận phải mua mực này. Mực này là ngon nhất, nướng ớt là ngon hết sảy. Món lẩu thả là món đặc sản. Em thường đi ăn chung với ông xã tương lai của em. Nhờ ăn chung món lẩu thả mà hai đứa quen nhau. Công việc đi chợ thành công mỹ mãn, thực đơn Bình Thuận đã thành hình. Giờ thì đến phiên đầu bếp của Thiên Đường Ẩm Thực ra tay nhé. Nếu tổ chức một cuộc bình chọn món ăn quốc dân của Việt Nam thì xin bầu ngay một phiếu cho cá kho, đặc biệt là kho rục xương. Thực hiện món ăn này sẽ không hề khó khăn với nhiều bạn bởi cách chế biến khá đơn giản. Chỉ cần xay cà chua, sau đó xếp những con cá nục tươi ngon vào, nêm nếm gia vị và rim cho đến khi thịt mềm, rút xương là hoàn tất. Dễ làm mà lại ngon lành khó cưỡng. Chẳng trách gì ai ai cũng nhớ mãi không quên. Những con ốc voi với kích thước khổng lồ này sẽ khiến bạn giật mình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Riêng với người dân Bình Thuận, ai cũng nhắc đến ốc voi với những lời khen có cánh đặc biệt cho món gỏi ốc.
Đầu tiên là luộc ốc. Ốc chín rồi thì thái thịt ốc thành những lát mỏng như thế này. Tiếp theo, lần lượt cắt những nguyên liệu dùng để trộn gỏi. Công đoạn cuối cùng chỉ cần cho đầy đủ nguyên liệu. Tất nhiên đừng quên nhân vật chính, ốc vôi. Rưới thêm một ít nước trộn gỏi, chua ngọt cay cay, trộn đều cho thật thấm. Thịt ốc giòn sần sật, ăn rất lạ miệng. Gắp một miếng cho ngay vào miệng, ngon lành ngây ngất luôn. Mực một nắng, món quà thiên nhiên đặc biệt với sự kết hợp của nước, nắng và gió biển. Ráo nước bên ngoài nhưng vẫn tươi rói, mềm mọng bên trong. Mực màu trắng đục, thịt dẻo, nướng lên thì có mà thôi rồi. Mực một nắng nướng muối ớt xuất sắc như vậy mà dễ làm vô cùng. Chà xát mực với hỗn hợp muối ớt, sau đó khứa thịt mực theo hình như thế này. Chưa nướng mà đã tưởng tượng được mùi vị hấp dẫn ra sao rồi. Bây giờ thì nướng thôi, hãy nhìn kỹ từng thớ thịt đang nở bùng nhé. Quyện trong làn khói nghi ngút là mùi thơm đặc trưng của món nướng muối ớt. Trời ơi, chỉ nhìn thôi là đã cồn cào quá rồi. Và vâng, các bạn tưởng tượng nó ngon như thế nào thì chính xác là thế, không sai tí nào đâu. Ghé thăm Bình Thuận mà không bước chân vào vườn Thanh Long là xem như chưa từng đến đây. Đưa tay hái một trái, lột lớp vỏ, cắn một miếng. Vậy là bao nhiêu cái nóng bức của nắng hè nơi đây cứ thế trôi tuột đi đâu mất. Kỳ diệu nhất là khi đêm xuống, khu vườn rực lên những ánh đèn. Ai đi ngang cũng phải ngắm, nhìn mê, nhìn mẩn. Thanh Long làm gỏi vừa ngon mát lại lạ miệng cực kỳ. Đầu tiên, sắc khối vuông Thanh Long, bổ sung thêm vị ngọt thành với dừa hấu. Chỉ cần vài con tôm, vài miếng mực là ngon lành rồi đây. Trộn đều tất cả với nước trộn gỏi là hoàn thành. Gỏi thì không thể thiếu bánh phồng tôm, chiên bánh thì quá đơn giản phải không nào. Múc một miếng gỏi đủ màu sắc, nếm thử là cảm thấy như đang ở giữa vườn Thanh Long và tận hưởng cảm giác mát rượi thần kỳ đấy nhé. Mấy ai biết được những búp Thanh Long này cũng có thể sử dụng để chế biến món ăn. Đơn giản nhất là búp Thanh Long muối chua. Lần lượt xếp các búp nụ xinh xắn vào lọ, xen kẽ đó là hành tím và ớt trái. Cho vào muối, đường, cuối cùng là nước pha giấm đổ ngập nụ Thanh Long. Đợi từ 3 đến 4 ngày, bạn sẽ có ngay một món ăn kèm chua chua, giòn giòn, ăn hoài không chán. Người dân quê hương Bình Thuận đều nhắc đến lẩu thả với một niềm vui pha lẫn tự hào. Trông thì có vẻ phức tạp nhưng cách làm thì lại đơn giản đến bất ngờ. Cá đục phi lê, thái lát. Một phần cá làm tái chanh. Các loại nguyên liệu còn lại lần lượt được thái chỉ. Nấu nước lẩu với hành tỏi, phi thơm, thịt băm, thêm vào cà chua tạo màu đỏ hấp dẫn cho món ăn. Nêm gia vị vừa miệng và thế là xong một món ăn tướng chừng phải chế biến cầu kỳ lắm. Món ăn là sự kết hợp cay, chua, đắng, mặn, ngọt và năm màu sắc đẹp mắt. Thưởng thức lẩu thả có đến hai cách, cuốn cá đục tái chanh và mỗi nguyên liệu một ít, ăn với nước chấm bơ đậu phộng là lẩu thả khô. Cho tất cả nguyên liệu vào chén, nhúng cá đục rồi chan nước dùng nóng hổi sẽ là lẩu thả nước. Bao nhiêu nguyên liệu là thế mà không thừa không thiếu vị nào. Tất cả được kết hợp cân bằng đến hoàn hảo. Mùi và vị cứ thế bùng nổ rồi vương vấn lơ lửng trong miệng, khiến người ta phải nhớ mãi không quên. Những món ăn gắn liền với mảnh đất quê hương lúc nào cũng là nhất. Không cần cao lương mỹ vị hay chế biến cầu kỳ, chỉ cần nếm một miếng là nhận ra ngay mùi vị quen thuộc. Trước mắt hiện ra ngay khung cảnh gian bếp nhỏ với nụ cười yêu thương của mẹ, của bà. Lúc đi xa mà bắt gặp hương vị ấy, chắc hẳn chỉ muốn chạy về ngay để được thưởng thức món ngon quê nhà. Và kính thưa quý vị, đây là vòng thi đấu quyết định đội nào chiến thắng sẽ giành được phần thưởng lớn của chương trình. Sẵn sàng chưa? Và bây giờ các bạn có 30 giây để nhìn những sản phẩm chúng tôi đã chuẩn bị sẵn. Nhìn mời. Nhìn vô đây nhìn luôn. Nhìn thôi chưa cắt đâu. Có được ăn thử không anh? Không.
không được đụng vào. Hết chưa? Rồi xong. Các bạn sẽ có khoảng thời gian là 2 phút để làm y chang như mẫu chúng tôi đã chuẩn bị sẵn. Sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Cá mòi ba cô gái sẵn sàng chưa? Dạ. Bắt đầu. Rồi anh cắt cái này đó. Ừ, em cứ làm cái của em đi. Anh còn cái của anh đơn giản lắm, từ từ cắt. Cắt cái này đúng không nè? Ủa anh được không em? Anh rồi làm sao? Lấy ra làm sao? Duyên em làm gì vậy? Em làm gì? Cái này này không làm, làm gì vậy? Không nè. Không mà anh khác mà. Được, được, anh cắt được, giùm em được, cái được, được. Ủa nó khác anh mà. Lột em đã thôi, anh lột cái vỏ. Lột ra làm em không? Bị vỡ vừa vỡ vỡ. Vỡ không sao, đâu có biết đâu. 1 phút 15 giây. Ôi trời, ôi. Thiệt á hả? Đó rồi, cái này không có lòi lên được. À được rồi nè, được rồi nè, được rồi nè. Rồi để cái đó em cứ làm cái quen đi, anh làm cái này cho. Từ 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 từ. Ấy à. Rồi rồi rồi. Cẩn thận coi chừng nước tay nữa bây giờ. Bộ không sao coi chừng nước tay. 3 2 cắt một lát hả? Từ từ từ. 1 Hết giờ, xin dừng tay. Thôi mình thua rồi. Kính thưa quý vị thân mến, như vậy là sau 2 phút hai đội đã hoàn thành. Mời ra đây. Mời Thiện ra đây Thiện. Dạ, đây. Chúng ta phải so vào đây để biết thực tế như thế nào. Chà, em đi xa quá. Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Đây là một sản phẩm đẹp do đầu bếp của chúng tôi làm. Đây là một sản phẩm do ba chị em tại Vinh làm. Ba chị em tại Vinh. Nhìn cũng được. Đây là sản phẩm do gia đình ông bà Táo làm. Đây, nó hơi bầy nhầy bụi nhùi chút xíu. Nhưng không sao, có cố gắng. Rồi, mời hai đội về chỗ. Và như vậy, bằng mắt thường để so sánh với sản phẩm chúng tôi đã chuẩn bị sẵn thì cũng có thể thấy được đội chiến thắng đã thuộc về đội ba cô gái đến từ Trà Vinh. Trời không cho có một dễ nha, không, dễ nha. 2, 3 Với việc phải đổ máu cũng không thể mang về được chiến thắng. Quỳnh Anh à, khổ nhục kế thất bại. Hãy cùng nhau bước vào đại tiệc. Dòng máu là không bùng 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 bốn ngàn năm bùng 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 dòng máu đỏ đen. Đây là những món ăn gọi là tinh túy từ vùng đất Bình Thuận. Đầu tiên thì dĩ nhiên chúng ta thưởng thức món nướng, mà món nướng ở đây tôi gọi là món nướng gì nè, đúng rồi, tôi gọi là mâm bún nàng. Mâm bún nàng né né ra mấy đứa. Thôi chừng nhiễu nước miếng vô hư món ăn ta hết. Con mực này bự quá anh ơi, sao ăn hết được. Đâu, em muốn ăn gì? Em muốn ăn cái dâu. À cái rau á hả? Cái dâu á. Cái rau á, cái rau con mực á. Đâu, thôi cái này là một tiệm liên quan, không có gì đâu em. Ăn gian vậy thôi chứ, ăn gian dễ chịu lắm. Gấp gì vậy? Cái rau. Cái rau á. Cái rau con mực á, cho Duyên ăn chứ em không ăn. Hiện em mắc hắt xì quá. Ờ, em hắt xì đi. À, xì. Cho anh mắc quýnh lộn quá. Cái mực giòn đó là giòn luôn á. Giòn không? Giòn. Tại sao giòn vậy? Tại vì mực một mực nặng. Không, mà đường cá là mực tươi lắm. Tại sao mực tươi? Mực một nặng. Anh thấy nó cay vừa đủ vị luôn anh. Tại sao cay? Vì nó là mực bẻ. Này hả? Thì biết hả? Liên quan gì? Hôm nay nói Quỳnh Anh bị đứt tay, máu chảy nhiều, cho tiếp miếng năng lượng. À nhưng mà không. Nói gì? Không. Anh lấy anh thương. Thấy chưa? Cơ hội đó nhưng mà tự quay bỏ qua. Duyên đi. Duyên lấy cái dao cứa tay rồi ăn. Cho người đứt tay thôi chứ. Không, mình thua thì mình cũng phải đẹp, mình cài hoa lên đầu. Thua là phải đẹp chứ đâu phải bị điên. Đây là món gỏi. Mình ăn thử nha. Ừ. Ồ, ốc. Ăn thử con ốc nè. Cũng ngon. Duyên ăn ốc bao giờ chưa? Em thích ăn ốc lắm. Ốc? Ốc gì? Em thích ăn ốc gì? Thích ăn ốc hương. Ăn ốc vít chưa? Anh chưa ăn rồi đúng không? Anh chỉ ăn ốc này thôi. Em nhìn trường anh nè. Vậy? Thì mấy nhỏ mà bị bỏ rơi á. Xong tự kỷ mình á. Ủa? Nè em đó. Hôm nay em mặc áo màu hồng đúng không? Thì cái bông hoa màu hồng có gì đó. Nhìn ta ăn đi. Rồi làm sao? Đâu, cảm giác nào? Rồi. Cái món gỏi này đặc biệt ngon khi ăn với bánh tôm. Nó sẽ làm cân bằng vị lại, ăn không có bị ngon. Ai chẳng biết gỏi ăn với bánh tôm, nói như không. Mấy đứa biết ốc giác không? Thì ốc giác nó hơi cứng hơn, nó hơi sực hơn. Ốc này nó mềm và nó dai. Anh cắn thử cái vỏ xem mà cứng bằng ốc giác không? người ta tên Duyên mà. À, nhưng mà vẫn không được ăn. Nãy anh thấy trong cái clip á là có cái gì á, cái đọt gì nè.
Trời ơi, nhìn đồ chua. Đúng như đồ chua. Ê, ta đùa đấy, cái quả này cái mốt thanh long. Đó là viên rồi, cái đó là adiso. Ta đùa. Đùa. Ta biết mốt thanh long rồi. Người ta coi mà, ta biết rồi. Thì giống như cái đồ chua thôi, nhà mẹ làm nó cũng vậy. Lạ, tại vì lần đầu tiên ăn này á. Lần đầu tiên ăn này luôn. Ờ, đẹp lần đầu tiên em ăn. Chị cũng chưa ăn mà. Ừ, lại làm mà. Như anh ăn rồi vậy. Cái này Nam Định làm gì có. À mà anh không có, em tự làm được mà. Thanh long, dưa hấu và tôm. Cái này làm đơn giản. Thanh long ở đâu cũng có nè. Quỳnh Anh tự làm được không? Được, xong được. Tự tự làm rồi chắc đứt tay nữa hả? Làm nước chấm luôn mà. Nè. Ô. Anh thấy có lỗi với mấy đứa quá à. Mát quá. Thanh long dưa hấu mát quá. Vô nhà khỏi được nón luôn á. Cái gỏi này tuyệt vời luôn á. Cái gỏi này cực kỳ tuyệt vời. Trời, làm gỏi bằng trái cây được. Thanh long, dưa hấu. Ăn ngon, thanh mát chứ sợ. Nè. Wow, cá mồi ba cô gái. Cá ngồi ai vậy? Người không cho ta ăn làm người ta bỏng nữa. Trời ơi, đứt tay của tôi còn chưa sợ bỏng. Anh ơi, cái này sôi rồi này. Để cho anh em ơi, tôi anh thích sôi gì đó. Này thích mở cho mùi bay tức chơi nè. Anh đang thiên vị đội bên kia hay sao á? Cái lúc mà mình được ăn ấy, anh ấy cứ tập trung anh ăn, không nói một cái câu gì cả. Mà bây giờ hai lần đội bên kia thắng thì cứ nói mình tức chơi á. Đúng rồi, hiểu rồi. Vô ăn ở hết á. Cá này là cá rục xương. Rau á hả? Cho gì miếng bắp chuối đi. Rau nè. Ăn bắp chuối. Cái này mà mình chấm bắp chuối vô á. Trời, cái nồi người ta kho bỏ bắp chuối. Ủa rồi, này kho bắp chuối là bên đây mấy má ơi. Ở bên luận á, người ta kho cá này á. Cá rục xương á là cái đầu người ta bẻ ra xong ta bỏ trong là cái bụng á. Cái bụng nó cứng, không nát. À, chứ nghĩa là xương thì rục nhưng mà cái thịt nó vẫn không rục. Đúng. Cái xương bây giờ em bé ăn vẫn được. Nhưng mà mấy đứa con gái mà lớn là không ăn được đâu nha. Thế đâu ai cho. Ủa nhà mình làm ăn không được vậy? Làm rồi mình lỡ đứt tay sao? Con cá này tuy nó không mắc tiền nhưng đây là con cá mà gần gũi mà nó ngon, có cái vị nó hay lắm. Cho anh mượn chén đi mấy đứa. Lấy đi, tự lấy đi, mượn ai cho. Hồi nãy mình cũng mượn chén cho nhau. Mượn chén đây đưa qua đây còn phục vụ cho ăn nữa. Mà rồi. Này, bây giờ này. Lẩu thả. Lẩu thả. Cá vào. Thịt đây. Cái này cái gì vậy? Cá đục, phi lê cá đục. Nhưng mà em đâu có thích ăn cá đâu. Ai cho ăn đâu thích. Em kể thôi mà em không có thích. Người ta tự do ngôn luận, người ta nói sở thích của người ta. Nói như thế chứ bộ. Cái bàn của người ta là bàn dành cho người chiến thắng. Hiểu không? Người ta chỉ nhớ tới vị trí số 1. Dạng đi. Challenge please. Mày nhớ ở đây là người ta chỉ có cầm ăn thôi chứ không cầm nói. Ok, người ta có vô chương trình mà. Kể chuyện đêm khuya đi các con. Trong một nào. Chương trình nào. Đó là gọi là vương quốc gì? Thiên đường ẩm thực có một vị vua. Sắp cười rồi. Có một vị vua tên là ông Hoàng Bất Hạnh. Rồi sao nữa? Bất hạnh bởi vì là ông ấy ăn cái gì cũng bị hóc, không hóc thì bị nghẹn. Đúng rồi, tối về đâu mừng. Tôi không biết có bất hạnh hay không mà tôi không bị đứt tai. Wow. Oh my god. Đục fish. Đục fish. Cái này ta gọi là cá đục, ở trên miền núi ta gọi là cục đá. Đó. Chưa bao giờ đi ăn mà cái đũa của tôi nó sạch như vậy luôn á. Nói chung là chưa bao giờ ăn lẩu thả. Thả là sao mọi người? Thả vô thả đúng không? Thả vô xong rồi không thấy đồ ăn nữa. Vì mình đã ăn hết, cái đồ ăn nó ngon quá mà. Tinh túy lắm mọi người. Lẩu, cái nước súp là quan trọng nhất. Đúng rồi. Anh hấp đi anh. Anh đang diễn tả cho những người không ăn như là khán giả họ hiểu, em hiểu không? Thật ra ở nhà cũng có tâm trạng giống em á. Thường mà mình ăn lẩu Thái hay lẩu gì á thì cái gia vị nó rất là đậm và nó át luôn mùi thịt. Đúng rồi. Cái lẩu thả này nó đặc biệt ở chỗ là mùi cá, mùi thịt đó nó rất là đậm. Cái mùi gia vị của nó thoang thoảng hơn. Ừ, mới chính xác. Tại cái này nó kiểu đơn giản mà, kiểu mộc mạc. Mình ăn cái mùi cá là nặng nhất. Ừ, ăn đi. Như vậy là chúng ta đã trải qua 3 vòng thi đấu. Ừ, và đã có nhiều món ăn đã được mang ra cho chúng ta thưởng thức. Và dĩ nhiên, đội chiến thắng là đội thuộc về những người thông minh, đảm đang hiếu nghĩa, thủy chung trong trắng nữa. Người không khéo tay lắm thì đã thua cuộc rồi. Họ phải trở về với gia đình họ và học lại từ đầu. Ủa, thắng thì cũng phải trở về cho đỡ đây luôn. Nói chung là các bạn là người chiến thắng. Vậy thôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với phần bánh Việt. Tuần này Thiên Đường Ẩm Thực sẽ mời các bạn thưởng thức những món bánh miền Tây Nam Bộ. Trước tiên hãy cùng đến với đặc sản An Giang, bánh bò thốt nốt.
bóc vỏ trái thốt nốt già rồi chà xát lớp sơ để lấy phần thịt đã mịn. Đây là thành phần chính tạo nên màu và hương vị cho bánh. Đổ bột gạo vào thau cùng với phần thịt thốt nốt, thêm nước và trộn đều lên cho đến khi mịn. Đem phần bột này ủ qua đêm. Tiếp theo trộn đường thốt nốt với bột cốt dừa và nước, khuấy đều và đem nấu cho tan. Cho hỗn hợp này vào phần bột đã ủ, tiếp tục đem ủ khoảng 1 tiếng rưỡi. Sau đó cho thêm một ít dừa nạo. Dùng lá chuối xếp thành khuôn rồi cho bột vào. Giờ thì đem bánh đi hấp thôi. Mùi thơm của thốt nốt đã lan tỏa khắp gian bếp. Nhớ phủ ít dừa nạo để bánh thêm béo. Bánh chín có màu vàng đẹp mắt, vị mềm dẻo của bột gạo hòa cùng vị ngọt thơm đặc trưng của thốt nốt. Chỉ nhìn thôi là muốn cắn ngay một miếng rồi. Đây là một món bánh đặc sản của Trà Vinh. Các bạn đoán ra tên bánh chưa nào? Đậu nành xay nhuyễn, sau đó đổ nước đậu nành xay vào hỗn hợp đường và bột gạo. Trộn đều để có được chất bột sánh mịn, rồi ủ bột trong một tiếng. Phi thơm hành và xào sơ thịt băm. Khuôn bánh được ngập trong dầu nóng rồi mới đổ bột vào khuôn. Xếp lên trên khoai môn, đậu trắng, thịt băm. Rưới thêm một lớp bột nữa rồi đặt tôm trên mặt bánh. Giờ thì cho cả khuôn bánh vào chảo ngập dầu sôi. Tích tắc, bánh cống nóng thổi vừa ăn. Lớp bột ngoài vàng óng nở đều, bên trên mặt là tôm đỏ tươi bắt mắt. Cắn một miếng là bắt gặp ngay lớp nhân bùi bùi, bèo béo. Cứ thế này thì dù cho sợ tăng cân cũng phải ăn đến khi thật đã thèm. Đặc sản tiếp theo của Bình Thuận mà Thiên Đường ẩm thực giới thiệu với các bạn chính là bánh rế khoai mì. Đổ bột mì vào tô, sau đó cho tất cả khoai mì bào sợi vào trộn đều. Áp chảo sợi khoai mì cho đến khi các sợi dính vào nhau như thế này. Công đoạn kế tiếp là chiên bánh ngập dầu cho đến khi bánh có màu vàng nâu đẹp mắt. Bí quyết tạo nên vẻ ngoài bóng bẩy chính là công đoạn nấu đường vàng. Khi nước đường sôi đừng quên vắt thêm chanh nhé. Tiếp tục đun sôi cho đến khi nước đường kẹo lại như thế này. Áo từng chiếc bánh qua nước đường, rắc thêm ít me. Vậy là xong món bánh rế đẹp mắt thơm ngon. Miếng bánh thơm lừng, giòn rụm. Thế này thì ai mà chối từ được cơ chứ. Chúng ta sẽ được thưởng thức 3 món bánh: bánh cống, bánh rễ và bánh bò thốt nốt. Xin mời. Đẹp, thơm lắm. Hay quá. Rồi đây anh cầm giùm cho. Cái bánh rế đẹp quá. Duyên ăn bánh này bao giờ chưa? Em chưa ăn bánh rế. Bánh này chấm nước mắm nè. Anh ăn đi. Rồi ăn thôi. Đây là bánh cống. Đây. Bánh cống này thường thì người ta làm bằng đậu người xanh. Đậu xanh bằng nguyên hộp á. Dạ. Nhưng mà người Khmer thì người ta làm bằng đậu trắng. Dạ, đậu trắng. Nên hôm nay mình sẽ ăn bánh cống đậu đỏ. Đậu trắng mà. Nói chơi thôi, nói chơi thôi. Đây là bánh rế. Oh, this is rế cake. Dạ. Ok, còn đây là bánh... This is a cow cake. Là gì? Bò. Bò. Thốt nốt. Thốt nốt bò. Đâu? Cow cake. 7. Total cow cake. Rồi em, thảo lao bôi. Thanks. Thảo lao bôi á. Chào Duyên, em thấy sao? Ngon. Bò thốt nốt á, ở dưới An Giang là người ta cuộn cái lá chuối nè, cho người ta hấp. Chứ không có làm trong khuôn đúng không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Anh ăn bánh rế làm từ gì vậy anh? Bánh mì em. Bánh mì. Mà cái đường này là đường gì? Đường nó kẹo lại. Ngon quá à. Thấy không? Gọi là caramel. Ủa nguyên liệu của mấy này là gì anh? Cái này là bột. Bột gì? Bột mì. Mì hiệu gì? Taki food. Nè tất cả tập trung nhìn qua hậu răng nè. Ha 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 ha!
Thực ra ăn mấy cái bánh này là phải dùng tay nó mới hấp, nó thú vị. Phải được. Phải cong ngón tay vậy luôn hả? Anh là người trung nè. Đàn ông dễ sợ. Đó, bẻ cho mình ăn nè. Nút nè. Như vậy là chúng ta trải qua 3 vòng thi đấu ăn rất là nhiều món ngon từ 3 vùng miền như là An Giang, Trà Vinh, rồi Bình Thuận, kể cả phần bánh Việt cũng vậy, rất thú vị và hấp dẫn. Những cái món như thế này á, mình nghĩ đơn thuần là chế biến rất là công phu và ẩn bên trong là một cái sự tinh tế nhờ những bàn tay của những đầu bếp tinh vi đó, rồi mình mới được, mới có những người tinh tướng mà ngồi đi ăn chứ không phải là đơn giản đâu. Và sau đây là phần thưởng cũng như quà tặng từ nhà từ cờ Takibut, xin mời. Đúng không? Bây giờ hỏi Minh Anh nè, đã có bạn trai chưa? Dạ chưa. Đó, ông trời luôn công bằng. Em muốn ôm cả bánh, em muốn ăn cả thịt. Em có bị bệnh gì thần kinh không? Múa Wow. Phần thưởng của chương trình dành cho đội thắng cuộc ngày hôm nay, xin mời. Kính thưa quý vị thân mến, chương trình Thiên Đường Ẩm Thực do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân thực hiện với sự tài trợ của Công ty Cổ phần Bột Thực phẩm Đài Ký, nhãn hàng Takifood. Chương trình của chúng tôi phát sóng vào lúc 20 giờ tối chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Nào cùng khám phá cách chế biến món ngon thịt ngon. Nào cùng mau xem game show thử thách vui thịt vui. Nào là thịt nướng hải sản với lẩu xiêu đá luôn. Đội nào chiến thắng thì ăn hết luôn nào. Đội tôi chiến thắng, đội tôi chiến thắng. Bạn phải nhìn đói suốt cả chương trình đây. Và chẳng phải xem kiến thức của ai hay thật hay. Chỉ một đội thắng thương thức đến món ngon thịt ngon. Thiên Đường Ẩm Thực. Ông Hoàng Hạnh Phúc. Cùng chơi cùng vui.